Giải vô địch cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng năm 2023 có sự góp mặt của 2.068 kỳ thủ và thiết lập kỷ lục giải phong trào đông vận động viên tham dự nhất tại Việt Nam từ trước đến nay. Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Liên đoàn cờ Việt Nam tổ chức tối qua tại Cung Điền Kinh trong nhà tại quận Nam Từ Liêm. Các kỳ thủ tham dự tới từ hơn 130 đoàn, đại diện các tỉnh, thành hoặc câu lạc bộ cờ vua toàn quốc. Đặc biệt còn có sự tham gia của các vận động viên người khuyết tật, thi đấu với vận động viên bình thường khác. Được biết năm ngoái, giải đấu này cũng từng lập kỷ lục với gần 1.500 kỳ thủ đăng ký thi đấu. Năm nay, đại diện ban tổ chức cho biết số lượng người tham dự quá đông khiến họ phải ngừng nhận đăng ký để đảm bảo khâu tổ chức. Đặc biệt, giải năm nay cũng lập kỷ lục về số trọng tài tham gia điều hành một giải cờ vua ở Việt Nam với 70 trọng tài. Các kỳ thủ tranh 32 bộ huy chương ở lứa tuổi từ U5 đến U15 ở bảng phong trào, U7 đến U13 ở bảng nâng cao, cũng như nội dung mở rộng ở các bảng nâng cao phong trào. Trong các nội dung này, nội dung mở rộng bảng nâng cao dành cho những kỳ thủ đã đạt thành tích quốc gia và quốc tế tham dự. Vì thế, giải có một đại kiện tướng quốc tế đó là Trần Tuấn Minh góp mặt. Kết thúc giải đấu, đáng chú ý ở nội dung mở rộng bảng nâng cao, bộ đôi Đinh Nho Kiệt, Nguyễn Vương Tùng Lâm đã vượt qua nhiều đôi kỳ thủ mạnh khác để lên ngôi vô địch. Bộ đôi của đội Hà Nội là Trần Tuấn Minh, Nguyễn Nam Kiệt vừa giành huy chương bạc cá nhân lứa tuổi U12 cờ tiêu chuẩn thế giới, xếp nhì. Theo Liên đoàn Cờ Vua Thế giới, có khoảng 300 triệu đến 600 triệu người chơi cờ thường xuyên. Nền tảng cờ vua trực tuyến lớn nhất thế giới Chess cũng vừa chạm mốc 100 triệu thành viên cuối năm ngoái. Việt Nam cũng có hàng trăm nghìn người chơi cờ vua thường xuyên với số lượng tăng lên đáng kể trong những năm qua.